Ngày mai là ngày giỗ em, giỗ Trần Trà An. Những người con gái năm xưa như những thiên thần bất tử. Đã hơn 40 năm rồi, hình ảnh em vẫn in sâu trong anh. Anh thắp nén nhang này, tưởng nhớ tới em, tới những người đã hy sinh trên đất lửa Trà An. Kìa cha, cha làm sao vậy? Không, không sao, cha không sao con ạ. Cha ơi, cứ mỗi khi heo may lá rụng, con lại thấy cha tâm trạng khác thường. Không, cha không sao, cha không sao con ạ. Con ơi, cha nay tuổi đã xế chiều, nhưng vẫn chỉ một tình yêu thuở trước, như ngọn lửa cháy bùng mơ ước, lòng bâng khuâng khao khát một Trà An. Cha ơi, cha là người đương thời duy nhất trong đoàn được đi trước vào thăm lại Trà An. Cha phải vui lên chứ. Cha vui mà con. Đi đi con ơi. Quê hương đi chấp đi cánh, đi chấp đi cánh ta bay, đi chấp đi cánh ta bay. Lắm đi sông đi đi sông kia lắm. Cha con ta đã đi một ngày đường mệt mỏi. Đến nơi đây sao cha thấy thư thái lạ thường. Có gió mát Trường Sơn ngắm núi biếc mây ngàn. Có chuối biếc Trà An đầy đường 20 quyết thắng. Vậy mà hơn 40 năm nay, khu rừng xưa nay đã trở thành một vườn cây hoa thơm trái ngọt. Cha ơi, mùa địa danh đã trở thành kỳ tích. Chiến công xưa muôn thuở huyền thoại một Trà An. Con ơi, dạ. Con theo các cô chú lên núi thắp hương cho các liệt sĩ nghe con. Dạ vâng ạ, con đi ngay cha. Đi đi con. Ôi, đẹp quá. Rừng Trà An mây răng thẳng canh, suối Trà An tăng nhiên bóng soi hương. Tiếng đàn cung nhớ cung thương, người xưa cảnh cũ xốn sang cõi lòng. Kia phong nhà đây con suối nó nghi chảy lưng quý lời thôi lỡ lực. Ta hỏi dòng sông nặng nề tình sâu thôi đã nên nghĩa nặng tình sâu chứ nỡ để ai sớm mẹ tôi thôi chứ nằm. Thank you.
người lại nối nhau ra tiền tuyến. Người này ngã xuống, người khác đứng lên. Kìa, cháu chào cô ạ. Cháu là ai? Sao lại vào đây? Dạ thưa cô, được biết ngày mai là ngày giỗ trận. Tại đỉnh Trà An, cha con cháu cùng đoàn cựu thanh niên xung phong và thắp hương cho các liệt sĩ cô ạ. Thế, còn cô? Cô là cựu thanh niên xung phong đây. Ngày mai là ngày giỗ trận. Cô vào thắp hương đồng đội, may ra lại gặp anh em quê ta ngoài đó cháu ạ. Ôi, thế thì vui quá cô nhỉ. Ừ. Trời ơi, có phải chị Quyết không? Sao? Sao anh biết tên tôi? Tôi là Thái đây. Thái à? Vâng. Thái nào nhỉ? Tôi là Thái Công Binh đây mà. Thái. Trời ơi. Thái Công Binh. Chị Quyết. Trời. Anh Thái. Chị Quyết ơi. Trời ơi, trông anh khác đi nhiều quá. Chị ơi, đã hơn 40 năm rồi còn gì. Thế mà chúng tôi cứ tưởng. Tưởng tôi đã hy sinh rồi có phải không? Ừ, thế chuyện là như thế nào? Chị ơi, có gì đâu. Chuyện là thế này chị ạ. Ngày ấy, tôi bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu. Đơn vị và mọi người cứ tưởng tôi đã hy sinh chị ạ. À, chị ơi, đây là cháu Hương, con của tôi. Hương con, đây là cô Quyết, bạn chiến đấu với cô Nga ở Trường Sơn đấy con ạ. Trời ơi, có phải cô Nga, người mà cha cháu vẫn đằng đẵng nhớ thương. Suốt mấy chục năm, chị thắp hương nhìn bóng. Một con người chắc có điều gì huyền thoại lắm. Cô kể cho cháu nghe đi cô. Chị ơi, chị kể cho các cháu nó nghe chuyện chiến đấu ở Trường Sơn. Các cháu nó mới lớn lên, không kể nó không sao hiểu nổi đâu chị ạ. À. Cô kể cho cháu nghe đi cô, nhất là về chuyện của cô Nga cô nhé. Ừ, cháu ạ, à, năm ấy, gần đến ngày Xuân Sơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Mùa thu năm 1968, tại đỉnh Trà An. Nghe đây. Chị ơi. Cái gì? Ngược. Về chỗ, tao chưa xoay. Phan Thi Huyền. Dạ, có em. Gì hả chị? Đứng đây đây. Dạ vâng đây ạ. Anh thân yêu gửi em thương nhớ. Từ từ, khác có. Cha Đoàn Văn Thanh gửi con Đoàn Thị Lơ. Có thư sao mày lại khóc? Chị ơi em nhớ nhà. Là thanh niên xung phong không được khóc. Tao à, tao còn nhớ gấp trăm gấp nghìn vậy. Mày mà khóc à thì có chuyện gì cho em? Chị ơi, tất nhiên là nhớ nhà là khóc chị à. Sao? Nhận được thư nhà mà còn khóc à? Mở xem đi. 1, 2, 3. Anh thân yêu gửi em quý. Từ từ. Chị ơi, hết rồi các em ạ. Còn đây, đây là lá thư của hội mẹ chiến sĩ gửi cho các con ở trọng điểm Trường Sơn. Chị ơi, chị đọc cho chúng em nghe đi chị. Chị đọc cho chúng em nghe đi chị. Ừ, các em ngồi xuống đây rồi chị đọc cho. Nga. Dạ. Em đọc thư cho các bạn cùng nghe đi. Vâng ạ. Mấy lời tâm huyết.
ngày mai chiến thắng, ta lại được về với mẹ. Rồi. Ngày mai chiến thắng, mày lại trở về với mẹ. Ăn đi. Các đồng chí chú ý, đây là km 12, đường 20 Quyết Thắng. Cuống họng cua chưa là đỉnh Trà An. Bọn giặc Mỹ phối hợp giữa mặt đất và trên không, hòng hủy diệt các đường quân ta ra tiền tuyến. Chị ơi, được lên đỉnh núi Trà An em vui lắm. Nhớ thuở xưa chơi rồng rắn lên mây, đứng ở trên cao, em nhìn cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Nhớ đêm dối nước, nhớ cây đa làng. Thiền à, nhưng em có biết đây là đâu không? Đây là đỉnh Trà An đã trở thành cửa tử. Chị chỉ thương các em đang tuổi trăng tròn, tóc xanh gửi lại Trường Sơn. Thương ai sớm tối chờ mong con về. Các em ơi, nắng lửa ý mười ngàn, sông ý quanh ta núi bao thật sâu. Nắng lửa ý mười ngàn, ngày thời đang mong đêm lưng trời mau sáng. Lửa bếp hoàng cầm lấy xanh thay tâm. Được vẫy vùng áng mây chiều bắt ngắt không trung. Nào các em, dạ, hãy thả mình xuống dòng nước mát. Ta đi tắm đi chị ơi. Em nghi là biệt kích chị ạ. Dạ, em không phải là biệt kích mà em là... Em là ai? Dạ, em là lính công binh ạ. Lính công binh, giấy tờ đâu? Dạ, giấy tờ đây. Giơ tay lên. Ui, chị ơi, chị bắt em giơ tay thế này thì em lấy giấy tờ làm sao được ạ? Lấy đi. Dạ, em lấy đi ạ. Dạ đây chị ơi. Chị ơi, đúng không chị? Có đúng không chị? Đúng không chị ơi, chị có đúng không? Ừ, đúng là lính công binh thật rồi các em ạ. Đúng là lính công binh, càng hay chị ạ. Tại sao lại hay? Chị ơi,
giữ anh lại đây để dạy chị em mình cách phá bom. Anh có mấy ai? Ở đây có nhiều bom nổ chậm. Một quả, hai quả, ba quả, còn quả này mất rồi. Chị ơi, có chuyện gì vậy anh? Thế hai em đã quen nhau rồi à? Dạ, em xin giới thiệu với chị, đây là anh Thái, lính công binh. Chúng em quen nhau hồi ở Hàm Rồng, Thanh Hóa chị ạ. Thế đâu phải? Đồng chí đến đây sao không báo trước? Lần sau phải rút kinh nghiệm, tránh nhầm lẫn với kẻ gian. Số. Nga em, dạ. Em ở đây nói chuyện với Thái, để chị lên trực chiến thay cho. Ta đi thôi các em. Chị ơi, sao? Trả anh giấy tờ. Chị quên mất. Để em. Anh lính công binh ơi. Dạ. Có lấy giấy tờ không? Dạ em có ạ. Lại đây em trả. Dạ chị em xin ạ. Thơm em một cái em trả. Chị bảo gì cơ ạ? Thơm em một cái. Ôi dồi. Thì anh đi. Để con xin lại giấy tờ. Để anh ấy nhá. Dạ. Chị cho phép em ạ. Đồng chí hai. Lại đây. Dạ có em ạ. Lần sau ấy không được vào khu vực cấm. Nghe chưa? Dạ. Đúng rồi, chị ạ. Ta đi thôi các em. Này, ở đây là chị ạ. Các chị ơi, đợi em. Còn em nó tụt hết rồi đây rồi. Kìa Nga. Rõ ghét. Nga ơi, vì tầm anh phải hái dâu để cho tơ nhà khỏi đau lòng tầm. Nga. Anh ơi. Nga. Đêm Trà An hôm nay đẹp lắm. Tiếng suối reo. Tiếng suối reo tiên nữ tắm mây răng. Non xanh xanh. Nước xanh xanh. Tưởng như đêm hội quê mình năm xưa. Bấm tiếng con mở, anh làm tặng em chất lượng bằng sách như bao nhiêu. Sách son lời hề, bỏ đi chim đợi mười chờ. Trao em kỷ vật hẹn ngày nên duyên. Anh ơi, nếu anh đã định thì nên, thì ta coi chiếc lược này là duyên trời đình. Chúng mình thành đôi. Em ơi, đôi ta như bóng với. Anh ơi, em nguyện làm cơn gió mát lành bay theo em. Anh có hay chăng? Nga ơi,
Kìa, anh Thái, có tính xéo, sao bom không nổ? Chắc là bom từ trường chui nổ gần đây. Thế tạm biệt em, anh Thái đi đây. Được thắng tắc cùng Minh Anh đang tháo nổ. Anh Thái! Trời! Chẳng may thiếu không về đi. Để em đứng trước gần này, nhận làm đi. Thái đi rồi hả em? Dạ, anh đi rồi chị ạ. Các đồng chí. Các đồng chí chú ý. Theo nhận định của trên, máy bay Mỹ có thể hủy diệt Trà An, hỏng ngăn chặn các đường quân ta xa tiền tuyến. Dù có phải đối mặt với cái chết, tôi mong các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Rõ. Còn ở đây, tôi cử một đồng chí lên chốt. Người con gái trên sa mạc lửa, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Xin thề. Các đồng chí, vào nhiệm vụ. Đồng chí lái xe, hãy dừng xe lại, dừng xe lại, nhiều bom nổ chậm lắm, dừng xe lại, dừng xe tắt lại. Tắt đồng rồi, tắt đồng rồi. Tắt đồng chí, hỗ trợ cho con mít công binh. Thế này, vừa mấy hôm qua thôi, chị còn thưa với các mẹ ở quê rằng các em vẫn bình an mạnh giỏi. Vậy mà hôm nay các em lại như thế này sao? Các em ơi, về ăn cơm với chị, rồi chị lại hát ru các em ngủ nhé. Ơi, tóc xanh gửi lại Trường Sơn, thương ai sớm tối chờ mong con về. Nơi làng quê suốt cuộc đời mẹ đi vẫn đi thương nhớ. Anh Thái ơi,
trên khắp dải non sông Việt Nam ta. Những cơn bão đi qua đều để lại những vết thương tàn phá. Cả anh, tôi cùng bao người đã ngã xuống hôm qua. Nhưng tôi tin ở thế hệ trẻ hôm nay sẽ thắp sáng lên ngọn lửa như huyền thoại Trà An. Về Trà An nghe kể chuyện xưa, mảnh đất nơi đây đã thành huyền. Cánh phong lan giữa rừng trường xuân.